bà con, cô bác, anh chị và các bạn đang theo dõi kênh của An. Chào mọi người. Rồi hôm nay An dẫn mọi người đi chợ Bình Điền với An nha. Thì chợ thì An cũng thấy vắng người lắm, nên thôi An cũng nhận mua hàng cho các khách hàng thân thiết của An. Thì hôm nay An cũng nhận, nhưng mà An nhận ít rồi, chỉ 3-4 đơn hàng thôi. Tiện đường như anh cũng có nói là tiện đường cho shipper nó đi về kiếm tiền căn cộ nó, tiền ăn uống nữa. Chứ để giờ không nhận thì đoạn đường từ Hoàng Bình Dương về vô chợ Bình Điền này cũng xa quá, cũng ráng nhận. Thì hôm nay anh nhận, nói chung mua nhận ít người nhưng mà hàng thì nhiều. Nhưng anh nhận chỉ các cái mặt hàng hải sản thôi nha mọi người, chứ là mực tôm thì nhiều. Với cái loại cá bông lau rồi đó, còn như mấy cái món lặt vặt thì anh tạm thời là anh chưa nhận. Cua ốc rồi thì anh cũng nhận hết rồi, không có nhận nhiều. Chợ ốc thì anh chưa đi tới. Có bạn này mua cua mà bạn mua ít món thôi, anh cũng gán nhận cho bạn 1-2 em thôi, chí cua. Rồi thôi giờ anh dẫn mọi người đi chợ. Bây giờ không biết đi mua gì trước nữa, rồi mình đi chợ thôi. Giữa của anh thì anh dẫn mọi người đi mua mực trước nha. Lúc này là anh đi là lúc 12 giờ nè, thì anh cũng tranh thủ lúc mực mới vô, nhưng mà lúc này mực VIP á, hàng VIP hàng câu không có nha, chỉ có mực mực Phú Quốc mà loại lưới thôi, là loại dừa chứ không có VIP, nhưng mà nó cũng là rất là ngon nè. Rồi dừa mực thì giờ này anh thấy mực Phú Quốc sao thấy nó chưa vô nữa. Chợ vắng tanh luôn mọi người. Rồi giờ này là đầy nhiều lắm, nhiều người lắm mà giờ vắng tanh luôn rồi. Nè, giữa này thì mực Cà Mau với Phú Quốc. Chúng nói thêm, lúc này thì anh nhận ít nên anh sẽ giao đồ sớm lắm. Khoảng, nếu mà cô giật gần chợ Bình Điền thì chắc khoảng 4 giờ là anh sẽ giao tới nhà mọi người á. Nếu mà cô chú anh chị nào tiện giờ thì mình đặt ăn nha. Bạn nói chung là đặt đi hướng về Bình Dương, bây giờ thành phố thì cũng được thôi. Dạ anh cũng nhận đi, anh cũng nhận nha, giáp khu vực thành phố luôn đi. Nhưng mà mọi người ở đang khu vực mà khu vực cách ly thì đừng nên đặt ăn ở nhà coi nha, shipper nó không dám đi đâu. Rồi dạ anh sẽ tạm thời anh sẽ nhận hết, nhưng mà mọi người cứ đặt hàng nên alo trực tiếp ăn nha. Sáng là khoảng từ 7 giờ tới 10 giờ sáng đi, tối cũng vậy, 7 giờ tới 10 giờ tối đi, cứ alo anh. Nhiều khi anh bắt máy không được á thì mọi người cứ đợi chút xíu, thì nhiều khi anh đang nghe điện thoại anh không bắt máy người khác được, rồi anh sẽ nhắn tin lại phản hồi là mọi người gọi lại cho anh đi, lúc đó anh tư vấn cho nó kỹ hơn. Nhiều khi nhắn tin qua Zalo hoặc là tin nhắn anh trả lời không kịp á, rồi mình sẽ nhiều khi anh sẽ bị bỏ qua luôn không chừng đó. Nên điện thoại anh để tham khảo ý kiến trước, như là mua cái mặt hàng nào đó, mua gì rồi sai nhiêu và giá nhiêu á, thì mọi người cứ hỏi anh trực tiếp vậy đi cho nó dễ trả lời luôn. Cách thức anh giao hàng, nếu mà cô bác anh chị nào mà chưa biết cách thức anh mua hàng với giao hàng sao á thì hỏi luôn, hỏi anh nhắn tin. Nhiều khi anh ngủ luôn nè, khoảng 10 giờ là anh ngủ rồi, nhiều khi đang nhắn tin đó mọi người, là nhiều khi ngủ luôn, ngủ dẫn tới chiều luôn, nhiều khi bỏ tin nhắn luôn. Vậy đó, mình gọi đi, gọi hay hơn mà. Trước 10 giờ giùm ăn nha, bởi vì nhiều khi sau 10 giờ là lúc đó ăn tắt chế độ im lặng rồi, nên không có hay. Rồi vậy thôi, cái này một số chia sẻ cách thức làm việc của anh. Rồi mọi người nói trong ngày mai ăn nhận, nhưng mà cũng có số lượng à, vì shipper chỉ có 2 người thôi, không có nhiều. Rồi thôi, cảm ơn mọi người, giờ mình bắt đầu đi chợ nha mọi người. Rồi đi đến giữa khác mọi người. Ồ, giữa này bán ống nhiều nè. Ồ, ôi ống VIP này nhiều mấy bạn ơi. Gì? 21 thôi. Bán này lấy 21. Thôi cái này mua có 21 rồi anh. Ống cho sâu 21 á. Dám đâu. Anh cứ vậy hoài. Hai con này nhiêu vậy anh ấy ơi? Hai con đó 22 em ơi. Ủa lá này lá khô hay gì vậy? Nó muối khô dữ vậy? Khô hả? Nó có dính nước đá nè, nó hơi ướt á. Ồ, nó dính gâu luôn rồi.
bán 2 xị được không? 2 xị rồi vô cái nhỏ. Có bán 2 xị kìa. Bịt khẩu trang lên anh, để em quay anh lên là anh bị phạt đó. Ok này. Cái hàng này là hàng là lá khô nữa, nó giá 220 mọi người ơi. Nãy lá nước đằng kia, lá nước về mất ký thấy bà luôn. Lá nước cũng 201 rồi, này 220. Này lá lớn nhiều. Lớn vậy này có 6 lạng. Rồi vô cái mỏ rồi, không dám trả nữa rồi. Này 21 bán được không? Đến giờ rồi vậy thua luôn. Là nó 22 luôn hả? Chết nhựa, hôm qua mua có 21 rồi, nay 22 rồi, chết nhựa rồi. Chết nhỏ trong vỏ rồi. Ô, lá VIP. Này mới VIP nè. Này lá nước. Ủa sao nó solo gì nhỏ nhỏ như vậy? Mới hạo hả? Rồi, nay mực lá cũng ngon mọi người ơi. Ủa cái đèn này, đèn mực này đúng rồi, nó phản quang. Phản chiếu quá rồi. Rồi, ống hôm nay thì ông mua là 220 nha mọi người. Cái này ăn khô ngon quá. Thôi lựa luôn, chứ để đi mấy chỗ khác không được lựa. Cho lựa không anh? Cho lựa em mua, không cho lựa em không mua. Giờ khó lắm. Rồi ok, con lá này là 220. Lá khô, lá nước thì 201 nha mọi người. Giờ không phải lựa cho lựa mà thôi lựa luôn đi. Lựa vừa quay luôn đi. Nghe cho nó ngon, cho nó xôm xôm chút. Ở đứng quay giùm cái anh, đứng quay giùm cái ơi. Để không? Cầm điện thoại vậy nè, cầm quay. Quay vô thằng bắt nha. Quay vô bắt đi rồi quay gì đó. Thôi ống này, bữa này sao không lấy hả? Nhiều món gì? Bữa qua. Bữa. Ngon quá mọi người ơi. Cũng nổi màu kìa. Ờ sao nó bể. Lấy vậy vô cái nèo mực này sao kỳ không biết. À chấm. Để đây nào quay anh à, lấy món đó. Đó anh quay đó. Cái này bán 201 được, mua nhiều quá trời luôn rồi. Hay là rẻ rồi. Nghe quen rồi, bán mắc rồi. Bán vừa rồi, bán 3 ngày không? Đấy, bà không. Nói đẹp đó. Thôi chưa gì bể mặt hết trơn rồi. Nhà hồi mốt mặt ra nó ký nữa. Nó 8 ký à? Chưa nữa luôn, mấy con đi. Đen mấy con nữa kìa. Rồi ok. Không còn em. Rồi tắt máy thôi. Tắt máy đi chuyện khác để này lâu quá. Rồi. Con mực mọi người ơi, con dẫn mọi người đi mua tôm sú nha. Tôm sú hôm qua ăn giới thiệu rẻ mà đi quay không có tôm lớn nè, đang không có đưa lên luôn. Hôm qua đi quay thấy toàn là tôm nhỏ không à. Giờ hôm nay đi xuống còn có tôm lớn không? À, tham khảo giá cả nha mọi người. Rồi, tới giữa tao rồi. Đi mua tôm sú mà giờ thấy như cái này bán tôm đất. Có tôm đất. Có tôm đất hay vậy? Trời ơi, vậy nó để thùng tưởng đâu tôm đất. Chưa có hả? Rồi, ok, tưởng đâu có tôm đất. Quay cho mọi người xem thông báo luôn mà chưa có mọi người ơi. Ô, tôm sú này lớn rồi. Mà thấy nó vậy là biết lớn rồi. Cô ăn đi, để con làm cho. Rồi, lớn mọi người ơi. Lớn này chắc 10, từ 15 tới 20 con đó. Có con này khoảng 12 con. Ít quá. Cái gì là biết tôm luôn. Lớn ít nè. Cá trời 15 luôn nè, 15 luôn. 12 nữa. Cá trời đẹp. Cô nói nhiều, cô nói giá này. 240 là tôm lớn hả? Lớn thì thí dụ mình lựa 20 con nó nhiều. Lựa 20 con nó giá nhiều. Cái gì?
cái thùng thì chị Long bán cái giá này rồi. Giờ bớt bớt cho 10.000 đi. Chị Long mà lời được 12.000 đâu, mình có 10.000 à. Dạ, quá đẹp. Thôi bớt con 10.000 đi. Bớt 10.000 đi cho vui coi. Giá này đồng cảm với chị đi, quá rẻ rồi đó. Rẻ hả? Rồi lấy gỗ đây bắt con đi. Biết nhiêu ký đây nữa. 240 được rồi mọi người ơi. Ép nữa chắc em không nổi. Trời ơi có 3 kg rồi, 3 kg mua 3 kg rồi đặt cả giá rồi. Không đuổi gì hết. Tôm 25 30. Tôm 25 con giá nhiêu? 25 con hả? Dạ. Dạ. 201 thôi. Em mình không có nói tới nó luôn gì đó giá đặc biệt. Mà nói lui đi. Không lui luôn. Nói lui 10.000 đi cho chẳng đi. 30 con. 30 con này giá nhiêu? Con thì chị Long lấy cũng không ha. À cái đó là 190 đó, 30 con. 30 con 190. Thôi nhỏ quá, 30 con nhỏ quá rồi. Trầm chín. 25 con cho nó đẹp. Thôi 25 bớt chẳng đi. 25 lấy nhiều lắm. Dạ, chị Long nói nè, giờ lấy 12 con hay là 15 con thì nói. Đại đây, lớn nhất luôn. Lớn nhất luôn. Okay. Có 3 kg à? 3 kg. Quá đẹp ha. Thôi cái 25 con bớt đi, con lấy nhiều. Chị 25 lấy nhiều. Bao luôn hả? Ừ, bao giá luôn. Cứ được là lấy giùm chị, không có nói tới. Là 201. Ừ. 25 con là 201. Mấy ngàn bạc. Cái 12 15 con là 203. 204. Cái 204. Rồi. Không bớt được cái gì. Chút nữa lỗ rồi. Rồi ok. Rồi giá là vậy nha mọi người. Thì ăn là mua tôm sống vậy nè. Không có mua tôm ngọc như trên đây đâu. Tôm ngọc này thì nhiều khi có khách hàng yêu cầu ăn. Rồi nói chung yêu cầu dữ lắm ăn mới mua chứ tôm ngọc ăn sợ lắm, không dám mua tôm ngọc đâu. Công đó về một hai con nó không ngon cái mắc công lắm, ăn sợ cái từ mà máng vốn. Mua hàng mà máng vốn rồi nhiều khi nó đi ship hàng trễ bị máng vốn, ăn nhức đầu cái chuyện đó lắm. Ăn thì nói chung không có nó, mấy cái chuyện giao hàng thì ăn không có định được cái khung giờ, nhiều khi đi giao hàng á, khi đi vô hàng cái đi tới gặp cái khách hàng đó người ta không có nhà rồi shipper nó phải đợi ít nhất nhiều khi đợi nửa tiếng luôn không chừng nữa. Trời mà cũng có nhiều người kiểu đợi mà về tới lấy hàng mà không có bò nó miếng nào hết chứ. Rồi cái đó ăn phải đắp vô cho nó. Thôi kệ, ăn nó tính toán này chuyện đó. Rồi bởi vì nó cái thời gian đó nó dậy nó mới lâu. Nhiều khi đi ba người cái hết mẹ buổi sáng luôn tới trưa luôn. Rồi ok đó một số chia sẻ nhỏ của ăn thôi. Thì ăn cũng nói thêm nhỏ nhỏ vậy thôi. Rồi tên số thì mọi người biết giá nghe, anh có hỏi rồi đó. Nay anh dẫn một khách hàng YouTube của anh, hôm nay chú cái này đòi tới chợ mua hàng luôn. Thì anh cũng đi, anh cũng dẫn chú đi vòng vòng đi mua đồ với anh luôn nè. Nãy anh mua tên số rồi, giờ dẫn chú lại mua tên số nữa mọi người. Mọi người đi mua tôm càng nè. À, tôm càng thì lớn nhất nó cũng 10 con à. Cỡ này nè. Ok, 10 con. Bớt không anh, 240 bớt không? Lấy ít hả? Lấy 3 kg. Rồi lấy đại anh. Lượm đại lớn lớn em nha. Giá cả thì em mua ít thì em không có trả. Lượm lớn ngon rồi. Giá 240 nha mọi người. Lượm 10 con nha. Mua mình được lựa được con. À, khoảng 14 15 con ở đây nó giá nhiêu anh? Mười ba con 201 hả? Tôm càng ngon nhất cái gạch nha mọi người, nó bằng giá tôm sú luôn, mà tùy theo cái món mình muốn làm cái gì, mình muốn làm cái gì mình mua cái loại tôm cho phù hợp. Như tôm này thì hấp nướng ăn thấy có nướng nữa, nhưng mà nướng nó uổng cái gạch lắm, sợ nó không có chín gạch. Tôm này thường là hấp nước bia, hấp nước dừa.
Rồi ok, tôm càng chút xíu thôi nha mọi người. Đây là hàng của ông mới về tới giữa luôn. Con tôm sú lớn ăn dập rồi. Nè, tôm sú mới mua về, mới xách về tới giữa luôn, chết quẹo quẹo hết rồi. Còn leo ngoe. Này thì ông sẽ chia luôn rồi, ông mới dập đá vô cho cô anh chị mình luôn. Đây tôm càng cũng vậy. Càng này quá ngon rồi, quá rẻ rồi. Giá 240 là rẻ lắm nha mọi người. Mua 3 kg biết về còn đủ hay không. Rồi ok, vậy là chuẩn rồi. Anh đi mua cái vấn đề số ký mắc ký là cũng là một vấn đề của anh chọn cái dừa. Những cái dừa nhiều khi người ta bán mắc hơn 10.000 cũng được, nhưng mà quan trọng là cân đủ ký cho anh là anh chịu. Còn mà nếu mà bán rẻ hơn 10.000 mà cân về mất 1-2 lạng là rồi, thế cũng vậy, nó cũng vô đó mọi người ạ. Nhiều khi mực thì ăn mực với tôm nè, nhiều khi ăn mua nhiều khi cảm thấy mắc, nhiều khi chỗ rẻ hơn nữa, mà quan trọng là cái chỗ người ta cân làm sao nữa, ăn mới chọn mấy chỗ đó ăn mua. Rồi tôm sú cũng vậy, ăn thích cái chỗ cô này là thứ nhất là vui vẻ, thứ hai là hàng quá mình lựa là ok. Rồi cân kiết là lúc nào cũng phải cân ăn dư cho hết trơn. Vì ăn nói là ăn về ăn chia, ăn chia người 2-3 kg vậy, nhiều khi cuối cùng mất ký thì cái đó là ăn phải chịu. Nhưng mà chỉ nói vậy thôi, nhưng mà cô cũng hiểu là cô lúc nào cũng cân gọi là chép cho ăn chút xíu hết trơn á, nên ăn thích ở chỗ đó. Rồi này số chia sẻ, nãy giờ là ăn mới chỉ đi mua con tôm với con mực thôi. Rồi đây là các mặt hàng của ăn mua hôm nay là mực. Mực thì loại 2 con hôm nay là nó 220 mọi người. Ăn trả giá được 201 đó. Rồi hết giá là 201. Là loại 2 con ký. Mực sò là nó 230 nha. À, hôm nay dẫn chú này cũng khách hàng YouTube của ăn hồi nãy, chú mua mực sò chứ không mua mực nhỏ này. Mực 2 con này. Rồi. Nè mực ống thước nó cũng 220 luôn nha. Hôm nay ăn mua lợn ngon. Ngon hơn qua. Hôm qua ăn mua thì 201. Hôm nay là 220.000. Cái này ăn mua lựa, hôm qua ăn mua thì người ta hốt xô nên 201. Cái này ăn mua ăn lựa từ con luôn. Nói chung là vừa ý hơn hôm qua. Mình nói chung hôm nay ăn mua nhiều. Mua nhiều thì nó dễ hơn mua ít lắm. Mua ít thì ăn hơi khó ăn chút. Hơi khó cho mình xíu là mình không có được trả giá, không có được lựa. Rồi, ok, này các mặt hàng hôm nay của ăn này sẵn báo giá cả cho mọi người luôn. Cá bông lau mọi người ơi, mấy vợ con quen này mua cá bông lau. Ơi vậy có bông lau 2 kg không vậy, giá nhiêu lận? Giá khoảng nhiêu? Bông lau lớn, bông lau lớn 135. Anh lấy con lớn hơn nhỏ, lấy con lớn luôn. 30 thôi, để 30 thôi. Giá hôm nay nó 135 nè mọi người. Khoan để vô đi, khoan từ từ. Bảy con. Lấy 3 con đi. 3 con hả? Anh lấy không. Để nó kiểm cái con hàng lại. Anh 3 con. Và 6 con à, 6 con. Với 2 con này đi chị. Hai này là 130 đúng không? Ừ. Rồi lấy cái này cho người ta rẻ rẻ đi. Rồi, cái nhỏ này bán nhiêu? 100 rồi. Nhỏ là cho 2 con luôn nè. Rồi ngon cho em được rồi, ở này 2 con. Rồi ok. Xong rồi, cái nhỏ thì ở này 1 ký. Này chắc ký 2 ký 3 quá là 100.000. Rồi lớn hơn thì 135. 130 đó chứ, 2 kg là 130. Lớn nữa là 135, 2 kg mấy là 135 á. Rồi nhưng mà số lượng có hạn à. Bông lau này ít quá. Rồi đó xong phần cá bông lau mọi người. À, cá hồi nha. Hôm bữa có anh chị nào đó hỏi anh tại sao không quay cá hồi. Bữa nay đi mua không quay cho mọi người xem luôn. Chợ này vắng lắm, mấy cái dừa mực lớn lớn nghĩ là cái khu này nó vắng tanh luôn. Này anh tới dừa mua cá hồi. Cá hồi anh ơi. Con nhỏ nhất này nó mấy ký? Lục em ơi. Nhỏ nhỏ thôi. Chừng 3-4 ký vậy thôi. 3-4 ký thì có đó. Nhỏ nữa không có hả? Nhỏ nữa. Này nó giá nhiều anh biết không?
đây cá hồi trong thùng nè mọi người. Có cái thùng đây quảng cáo cái thùng của người ta luôn rồi, cái thùng này là hàng ngon phải không? Đây, cái thùng này là thùng loại cá hồi ngon nha mọi người. Không biết nó xuất xứ nằm đâu luôn nữa. Đây. Đó mọi người biết khu về Chile hả? Rôm Chile. Rồi, cá hồi này ở Chile mọi người ơi. Ủa Na Uy là nào nữa? Na Uy không bằng hả? Một con à? Ở trăm mấy ta? Trăm mấy? 195. À, thịt cá hồi của thằng gì? Thằng Na Uy thấy nó bị vàng thôi, con này nó không có đỏ. Rồi, các loại cá cao cấp nha. Cá gọc nhiêu Sáu ơi? Ôi, không đẹp rồi. Cá gọc mà không được đẹp mọi người ơi. Anh này anh mua cá gọc mà giờ nó không được đẹp rồi. Rồi, thua. Không đẹp là không mua nên không hỏi giá. Cá gúng nè. Cá gúng mà bán 120 ngàn. Qua nhiều view thì có 100 ngàn bên chỗ đó bán à. Thì giờ bên đó này không có rồi. Biết sao nữa. Sáu này bán 101 được sao? Rồi 120 ngàn mọi người, cá gúng nè. Mua cho bạn này ở ngoài Bình Dương là bởi vì ăn sẵn đi chiến rồi cũng phải mua. Con ngon chứ. Cái này khoảng 3-4 kg á mọi người. Đi mua con lịch nha. Con lịch, con lươn á. Ai sợ con lịch, con lươn thì bỏ khúc này nha. mấy cô là sợ con lịch dữ lắm. Rồi thôi nghe, ăn cảnh báo chứ con lịch. Đây là con lịch Cà Mau nè mọi người ơi. Giá nhiều vậy? Giá nhiều chú này giá nhiều. 160 à? Có lớn không chú? Có bạn này ở Bình Dương mua con lịch này mà. Để xa quá mà thấy nhỏ quá. Thôi luôn đi. Giá nó 160 ngàn mọi người. Cái này là lịch loại 2 à. Không có nhận các bạn đó mà thấy xa quá mà thôi. Tính mua mà giờ nhỏ quá. Không mua luôn. Nhận mọi người đi mua con ghẹ nha. Con ghẹ đó với con ghẹ thì ăn đi vòng vòng nhà lồng ép trước. Thì bên nhà lồng ép nó sẽ bán rẻ hơn nhà lồng D. Còn không có nhà lồng ép sẽ qua nhà lồng D mình mua. Nó mắc hơn đâu cả 100 ngàn ký rồi. Mọi người ơi, con ghẹ nhà lồng ép không có rồi, ghẹ nhỏ luôn à. Mà khách hàng của ăn thì ăn mua ghẹ lớn. Lớn nhất cũng 4-5 con ký à. Ông tính không có nhận nữa mà các bạn này ở ngoài Tuốt, ngoài Bình Dương. Đạt ăn có mấy món à, bỏ lại thì thấy cũng kỳ quá, thôi cũng gán đi mua cho bạn. Rồi, ăn cũng đi ngang chợ ốc rồi mọi người. Ăn chờ không nhận ốc. Thôi nhà nhận hải sản không mua cho nó tiện chút, đi tới lui ít chút xíu. Để ăn thì thấy cũng ngại cái là giữa lúc này mà mọi người đang ở nhà không à, không có đi mua đồ ăn ngon được thì ăn nghỉ luôn thì cũng thấy cũng sao đó, thiếu gì á. Thôi ăn cũng nhận mua lại luôn cho mọi người. Ok, cũng cố gắng chứ giờ sao vậy, đi kỹ chút, đi ít tiếp xúc với người ta chút. À, thôi tới chỗ ghẹ nha mọi người. Ghẹ thì bên nhà lồng đê chỉ có một chỗ một bán thôi, vừa bán ghẹ vừa bán tôm tích luôn mọi người. À, đúng rồi, tới chỗ này nè, bên nhà lồng đê ở bên khu hải sản cao cấp á, mọi người ghé đây mua chỗ này bán à. Có ghẹ sống á, còn ghẹ ngọt á thì nhiều chỗ bán lắm. Có thử cho em đâu 400 hả? Cái bớt rồi em lấy 5 kg thôi. Ủa tôm hùm này tôm hùm gì ngon ngọt ta? Ô tôm hùm mọi người, tôm hùm khủng, con cả ký luôn rồi. Ủa tôm hùm con đẹp quá. Ủa tôm hùm này chứ tôm hùm gì vậy anh? Chứ tôm hùm gì vậy? Đó tôm ghẹ em.
Tôm hùm tre hả? 800 nè. 800 hả? Con cỡ 6 lạng tới 1 kg. Ồ, con 6 lạng tới 1 kg. À, nó ăn ngon hơn tôm hùm xanh không ta? Ngon xanh nhiều. Nó thua hùm bông. Nó thua hùm bông, hơn hùm xanh. Ờ, 800. Ồ, 800 ngàn mọi người ơi, tôm hùm tre nha. Có con cả ký lô luôn á. Quá khủng luôn. Lúc này tôm hùm, nói chung tôm hùm ế rồi. Ở đâu cũng đổ về cho ông Điền đi. Cũng có nhiều khách hàng xem YouTube của anh ở lúc ngoài Phan Rang hỏi. Phan Rang Bình Thuận lúc này tôm hùm bán không được. Kêu ông bán giùm mà ông đâu có chỗ rồi ông bán. Nè, tôm hùm kêu một tôm hùm tre. Mọi người nhìn là biết liền hả? À. Có 800 ngàn một ký thôi, có con cả ký lô luôn. Rồi ghẹ thì 400 ngàn. Anh ơi ghẹ em lấy đâu rồi? Ghẹ em lấy 5 kg có bớt đồng nào không? Lấy 5 kg ghẹ bớt đồng nào? Có không đâu? 38. Rồi ok. Tôm tích này nhiêu anh? Tích lớn này nhiêu à? Nhì. Sò nhất là nó nhiêu? Nè nhì là 550. Lớn nhất là nó nhiêu? 800. Khủng luôn hả? Ký 3 4 con hả? Tích lớn không? Tích này có 5 3 con tới 6 con. Ừ, 3 tới 6. Dạ. Rồi ok. Tích dạch ha. Rồi. Rồi sẵn hỏi giá tôm tích cho mọi người luôn á. Hôm nay thu nhập nhiều quá. Ghẹ anh lựa em 5 kg đi anh. Lựa 5 kg ghẹ đó. Ghẹ này chắc phải 5-6 con ký mọi người. Mà nó tới 380. Cái ghẹ chợ này thì em thấy cái loại này là lớn nhất rồi. Không có lớn nữa. Hết quá rồi. Cái ghẹ hàng lớn á, ít người ăn lắm. Ta đem về ta bán không được. Ta lấy phải lấy loại chung chung này. Nếu mà lớn nữa chắc phải 600-700 ngàn á. Ok, xong cái con ghẹ. Ủa mũ ni này có không? Có mấy con hả? Ở đây hả? Ở đây hả? Mũ ni thì 400 ngàn. Nè, mũ ni sống á mọi người. 400 ngàn ký nha. Giống y chang tôm tích luôn à. Giống y chang ở đuôi tôm tích luôn à. Cái này nó có hai cái mắt. Hai con mắt đằng sau đuôi nè, thấy không? Giống y chang ở đuôi tôm tích nè. Mắc cười quá. Dòng họ tôm tích. Mũ ni không biết thịt nó ăn ngon hay không nữa, nhưng mà nó mạnh lắm nha. Ăn hôm bữa ông mua về tới mua cho anh ở Bà Chiểu rồi nhỉ. Bà Chiểu mua từ đây về chả là không chết luôn, để khô luôn á. Rồi ok, xong ăn cũng tóm gọn phần này thôi. Thúc đoạn clip của anh tại đây mọi người ơi. Anh cũng cảm ơn tất cả bà con cô bác anh chị đã dành chút thời gian theo dõi clip của anh hôm nay. Hôm nay thì anh cũng gọi là thông báo với mọi người là anh sẽ xếp hàng lại các khu vực thành phố. Giờ anh tránh tránh ở quận 2 có Thảo Điền, cho thấy ngán quá, quận 2 quận 8. Chân thì anh lúc này xếp hàng cũng đi sớm thì mọi người cũng thông cảm, vì lúc này anh chỉ nhận ít à, ngày anh chỉ nhận 5-6 đơn hàng thôi. Dạ, sẽ nhận nhiều lên xíu, 5-6 đơn, 7-8 đơn, nhưng mà số lượng mặt hàng thì anh giới hạn, thì không phải là anh tính toán gì cái chuyện mà đi mua đồ, chứ là anh mấy cái mặt hàng nào mà đi xa dựa quá, đi như mua nhiều quá thì anh không có nhận. Khi nào dịch bệnh ổn định thì anh sẽ nhận lại bình thường. Còn lúc này thì anh nói chung là anh mua tạm cho mọi người ăn qua cái cơn dịch này thôi. Rồi anh cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm ủng hộ anh trong suốt thời gian qua. Rồi tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nha.